Rồi trong quá trình giảng dạy online, chúng ta sử dụng phần mềm Meet thì chúng ta có thể là sử dụng hai cái camera, bởi vì hiện nay là tôi đang sử dụng cái camera của laptop nè. Các bạn thấy là nếu như mà mình để cái camera như vậy đó, mình để cái màn hình nó hơi xéo xéo một tí thì mình nhìn vô nó sẽ vuông góc với lại cái màn hình, với cái mắt của mình thì mình sẽ dễ nhìn cái màn hình. Nhưng mà ngược lại thì sinh viên thấy cái khuôn mặt của mình nó rất là kỳ, nó có chút xíu, còn lại là cái phần dưới của mình nó không thấy. Nếu như mà các bạn kéo lên như vậy để cho sinh viên nhìn giao tiếp của mình nó dễ đó, thì ngược lại các bạn dạy thời gian lâu, các bạn nhìn cái màn hình với một cái góc xéo như thế này thì rất là mỏi mắt. Rồi thì chúng ta thường sử dụng thêm một cái camera nữa, thì tôi sẽ mở một cái camera để cho các bạn thấy là mình giao tiếp với lại hai camera nó sẽ như thế nào. Rồi tôi sẽ tham gia với lại một cái camera. Bình thường các bạn mở lên nó sẽ như thế này, rất là hú nha. Đó, hú lắm. Thường các bạn bấm volume thì các bạn giảm cái tiếng xuống, được chưa? Đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái micro. Như vậy thì bạn đang sử dụng hai cái mic cùng một vị trí, cho nên khi các bạn nói ra là cả cái mic trên cái laptop và cả cái mic trên cái điện thoại nó đều thu cái âm thanh của các bạn. Cho nên chúng ta tắt một cái, chúng ta tắt trên điện thoại. Cái thứ hai là khi chúng ta tắt rồi thì bản thân ở trên điện thoại chúng ta vẫn còn nghe cái âm thanh chúng ta nói lại. Thì cái trên điện thoại nó vẫn là một cái user mà. Như vậy thì khi mà chúng ta nói thông qua máy tính nè, thì từ máy tính nó sẽ truyền qua cái user bên này, tức là cái điện thoại đó. Thì bản thân bên này điện thoại thì chúng ta nghe bên cái điện thoại nó tiếng nhỏ nhỏ khó chịu lắm. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái âm thanh của điện thoại luôn. Thì các bạn sẽ vào cái biểu tượng giống như là cái sóng nè. Rồi trong này chúng ta sẽ có biểu tượng là loa, điện thoại và tắt âm thanh. Loa tức là chúng ta sẽ mở loa ngoài, loa phía sau, loa lớn á. Còn nếu mà điện thoại tức là chúng ta sử dụng cái loa điện thoại nhỏ nhỏ, nhưng mà bản thân chúng ta vẫn nghe được cái tiếng vọng của nó. Và các bạn chọn tiếp một cái lựa chọn thứ ba là âm thanh tắt. Như vậy đến bây giờ các bạn thấy là rất là yên bình. Chúng ta sử dụng thêm một cái điện thoại nữa, nhưng mà cái âm thanh vọng lại thì nó không có. Như vậy thì cái quá trình giảng dạy của các bạn nó sẽ yên lặng, nó sẽ dễ chịu cái không gian của các bạn hơn. Các bạn cứ nghe đi nghe lại, lặp lại cái tiếng của mình trong cái không gian yên tĩnh này. Thì đó là một cái chút mẹo nhỏ giúp cho các bạn thoải mái trong cái quá trình giảng dạy online của mình. Mong rằng các bạn sẽ có những cái buổi dạy thật là vui vẻ, sinh động và hiệu quả đối với lại sinh viên của mình. Chúc các bạn thành công.